Xin chào các bạn, mình là Ninh Táo. Ngày hôm nay thì mình sẽ xin phép và giới thiệu tới các bạn một cái sấp giấy, một ô ly để luyện viết thư pháp. Một tập này gồm 300 từ và mỗi từ thì nó sẽ có một ô. Loại giấy này thì là giấy bán sinh thục các bạn nhé, phù hợp với những bạn mà mới học mới tập. Cái loại giấy này thì khá là dày. Đấy, và nó có hai cái vân giấy, đó là vân màu đỏ này và vân màu vàng nhá, tùy vào các bạn thích cái vân giấy nào thì chúng ta dùng. Hôm nay thì mình sẽ chép cái cuốn Bát Nhã Tâm Kinh này 260 chữ. Sau đó thì lần lượt những trang tiếp theo, từng cái clip một mình sẽ đăng lên. Đấy. Mình sẽ viết chữ quán trước nhá. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã. Đấy, thế thì chữ quán này thì sẽ có bộ thảo ở vị trí phía bên trên. Sau đó thì có hai bộ khẩu. Xen kẽ giữa hai bộ khẩu này sẽ có nét phẩy và sổ gọn. Đấy, viết bộ truy ở bên dưới. Chữ quán này thì nó sẽ có một âm đọc khác là chữ quan nữa, có nghĩa là nhìn. Nhìn này, xem này. Đấy, tự xem lại. Quán tự tại mà. Thế thì bên tay phải thì nó sẽ có bộ kiến. Đấy, bên dưới thì là phẩy này, số cong móc vươn dài này. Chữ quan quán này thì có kết cấu rất là chặt chẽ, cân đối, hai bộ thủ, hai vế, sắp xếp hài hòa. Tiếp theo thì mình sẽ chép là từ chữ tự và chữ tại nhé, lần lượt. Giấy này thì là 300 từ, mỗi từ là có một ô. Đây là chữ tự. Tự mình, bản thân mình. Chữ này thì thuộc về bộ tự, có các nét ngang, khoảng cách đều nhau. Đấy, về phần giấy thì nó không hề thấm mực ở phía sau. Các bạn có thể viết chậm, thoải mái. Vừa viết vừa suy nghĩ, vừa viết vừa chép. Không sợ nó bị loang mực. Không sợ bị lem mực mà cũng không sợ bị thấm mực. Chữ tại thì có cái kết cấu là bao vây. Đấy, trên này, trái này. Đấy, và bên trong thì có bộ thổ. Thì chúng ta lưu ý viết nhỏ. Đấy, đây là những cái clip mà viết những cái kỹ thuật rất là chậm, có tốc độ chậm, các bạn có thể tham khảo. Đấy, mình sẽ cố gắng quyết tâm chép được bản Bát Nhã Tâm Kinh này để cho các bạn có thể tham khảo thêm. Chép kinh thì cảm thấy là cái tâm hồn này rất là thoải mái. Đấy, tâm rất là an nhiên, thanh tịnh. Bạn nào mà có thể bật một chút nhạc thiền lên nữa, các bạn sẽ thấy là cái tâm của mình nó rất là thanh thản các bạn nhé. Và ở đây thì chúng ta lại cũng vừa có thể học được chữ nữa. Đấy, phần mặt sau của nó thì không hề thấm mực, các bạn cứ viết thoải mái cho mình. Cho nên cái đoạn giấy này rất phù hợp với những bạn nào mới học, mới tập nhé. Bồ Tát thì chữ Tát này hơi khó viết một chút. Bộ thảo chúng ta viết ngắn và viết nhỏ thôi. Bộ phụ bên tay trái này, sổ gọn này, tăng lực tay cuối đuôi này, vuốt nhẹ. Những cái kỹ thuật mà cắt góc, cắt phần đuôi, các bạn nhớ phải nhấc cao bút lên nhé. Đấy, đòi hỏi những cây bút lông là nó phải có được cái độ xuất phong nhọn và có lực đàn hồi tốt. Nó không bị loe những cái nét chữ hay là những cái mép nét, là nó không bị gọi là có hình răng cưa hay là bị run tay, run nét. Nét chữ nó phải chuẩn xác, cắt góc để tạo ra những cái điểm nhấn riêng. Đấy, thì mặt sau thì không hề thấm, các bạn có thể...
tham khảo thêm về cái chất giấy. Vì nhiều khi chúng ta mải chép là viết tốc độ chậm, hay là chúng ta vừa nhìn chúng ta vừa chép thì mực nó sẽ chảy loang ra mà không kiểm soát được. Tới chữ hành thâm bát nhã này. Đấy, kỹ thuật cắt góc này, lật móc là các bạn cũng cần phải chú ý. Chép tâm kinh thì chúng ta vừa học được tâm kinh, vừa học được trí tuệ của Phật giáo, Phật pháp, mà ngoài ra chúng ta cũng có thể ôn luyện và nhớ được chữ Hán, những chữ Hán cổ, những chữ Hán phồn thể phức tạp vì các bộ thủ, các nét. Đấy, thì tập viết cho mình. Mình sẽ để một cái link nhóm luyện bút lông ở phía bên dưới cái clip video này, để những bạn nào mà có nhu cầu luyện với bút lông các bạn có thể bấm vào và được học, được luyện miễn phí các bạn nhé. Chúng ta sẽ trao đổi, giao lưu và sửa bài ở trong nhóm đó. Học về thư pháp, chữ Hán này thì yêu cầu là người viết là cần phải có sự kiên trì, rèn luyện các nét chữ. Chúng ta rèn luyện rồi chúng ta học bộ thủ và sau đó quay trở lại chép, hay là gọi là sáng tác, hoặc là tự viết ra. Đấy, để các bạn có thể nhớ được từ vựng hơn, trau dồi được kỹ năng và nâng cao được cái khả năng, cái vốn từ chữ Hán của mình tốt hơn. Chữ bát, phẩy mác vươn dài. Thì đây là trang 2 của cái cuốn sách này nhá. Thì nó có sẽ có trang tiếng Việt này, dịch bằng gọi là âm Hán Việt, âm đọc này, và thứ hai là bản Hán, bản chữ Hán này, Hán gốc. Đấy thì ở đây là trong cái cuốn sách này thì nó đang ở trang thứ tư, nhưng thực ra thì nếu mà viết chép chữ Hán thì chúng ta chỉ là tính vào trang thứ hai thôi. Đây là chữ Nhã nha. Đấy, cắt góc, những cái đường góc gập như thế này các bạn phải chú ý. Rồi, như vậy là mình đã hoàn thành xong. Đấy, viết thư pháp thì nó sẽ có những cái hình dáng của chữ Hán, nó sẽ có mang tính chất nghệ thuật hơn này. Đấy, nó sẽ khác hơn so với chữ ở trong sách vở một xíu các bạn nhé. Về cái độ thẩm mỹ, về cái độ công phu luyện tập nó cũng sẽ cao hơn so với lại những chữ ở trong sách vở. Quán này, đấy, tự này, tại này, bồ này, đấy, tát này, hành thâm bát nhã, đấy, lần lượt như vậy là có 9 9 chữ nhá. Trong cái cuốn Bát Nhã Tâm Kinh này thì nó cũng lặp đi lặp lại nhiều. Đấy, ví dụ như chữ vô này, chữ bát, chữ nhã này cũng lặp đi lặp lại nhiều. Đấy, để chúng ta có thể rèn luyện hơn. Đấy, thì đây là cái trang đầu, mình sẽ tìm một cái để mình ghim lại. Thế thì bạn nào có nhu cầu mà mua cái cuốn sách chép bát nhã hay là giấy bút mực này thì các bạn có thể liên hệ với mình nhé. Thế thì hôm nay thì mình sẽ chép tới đây thôi. Đấy. Nếu có thắc mắc cái vấn đề gì các bạn có thể comment ở phía bên dưới. Thì cái cuốn sách nhỏ này thì chúng ta có thể chép chữ tiểu. Đấy, hoặc là các bạn có thể chép chữ chung giống như mình đang chép đây. Đấy, có thể nâng cao được lên cái nét chữ nó dày khỏe hơn một xíu. Đấy, thì ở mỗi một cái trang này nó gồm 9 chữ nhá, cho nên các bạn cố gắng là để ý một chút đừng bị chép nhầm hay chép thiếu. Đấy, thì bạn nào có nhu cầu thì có thể liên hệ với mình. Mình có giấy bút, mực và sách ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại.